Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về những cái công dụng rất là tuyệt vời của trái ổi khi mà chúng ta ăn mỗi ngày. Thì đầu tiên nó sẽ phòng ngừa được căn bệnh ung thư. Ổi chứa rất là nhiều cái hàm lượng cao chất lycopene và chất chống oxy hóa. Nó sẽ có tác dụng chống lại bệnh ung thư và đặc biệt là bệnh ung thư tuyến tiền liệt hoặc là ung thư vú. Bên cạnh đó thì cái chất lycopene này có tác dụng chống lại cái sự ảnh hưởng của các gốc tự do, giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. Và cái phần thịt của trái ổi nó chứa chất chống oxy hóa nhiều hơn những cái trái ổi mà có cái phần thịt màu trắng ha. Những cái ổi mà cái phần thịt màu đỏ các bạn, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ở đây mình quay cái trái ổi có cái phần thịt màu trắng. Và thứ hai là nó sẽ điều trị được cái căn bệnh cao huyết áp. Thì những người mà bị cao huyết áp thì chúng ta nên thường xuyên ăn ổi ha. Bởi vì trong trái ổi rất là giàu chất xơ và những cái chất mà có chứa một cái hoạt chất tự nhiên, nó có tác dụng là hạ huyết áp và giảm cholesterol trong máu. Những người mà có nguy cơ cao huyết áp hoặc là mắc các bệnh về tim mạch, chúng ta nên ăn ổi thường xuyên hơn. Trong ổi còn có chứa một cái chất gọi là potassium, có tác dụng làm giảm chỉ số huyết áp. Và đây là công dụng của ổi vô cùng tuyệt vời mà chúng ta sẽ có ít người biết về cái công dụng này, đặc biệt là những người cao huyết áp các bạn. Và chúng ta khi mà bị tiêu chảy thì chúng ta ăn ổi nó cũng sẽ giúp làm xe lại những cái hợp chất đó, nó làm xe. Vì thế mà chúng ta ăn ổi nó sẽ tác dụng điều trị bệnh tiêu chảy khá là hiệu quả. Hợp chất kiềm trong ổi còn có tác dụng phòng chống và ngăn ngừa vi khuẩn phát triển, giúp cho phòng ngừa bệnh tật và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả hơn. Ngoài ra thì ổi rất là giàu vitamin C và chứa các chất carotenoid, có khả năng chữa lành các vết thương trong trường hợp bị viêm dạ dày, bệnh điều trị ho và cảm lạnh. Thì ổi sẽ có cái chất làm xe như nãy mình nói, thì nó có thể sử dụng nước ép ổi để mà hỗ trợ điều trị giảm lạnh. Ổi giàu vitamin C sẽ giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống lại sự tấn công của virus và vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra thì nó còn có công dụng làm đẹp và chăm sóc cho da. Chất làm xe chứa trong ổi có khả năng cân bằng cấu tạo da và làm xe khít các vùng da bị trầy xước. Bạn có thể dùng ổi tươi hoặc là nước sắc ổi để bôi hoặc là đắp lên cái vùng da bị trầy, sẽ giúp xe lại nhanh chóng mà an toàn. Trong ổi chứa vitamin A có tác dụng chống oxy hóa, giúp cho làn da luôn khỏe và hạn chế tối đa những cái vết nhăn cũng như là các dấu hiệu lão hóa. Phòng ngừa bệnh táo bón. Đây là công dụng của ổi mà nhiều người biết đến vì thành phần của ổi rất là giàu chất xơ, sẽ giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa táo bón. Một quả ổi trung bình có thể cung cấp đến 35% nhu cầu chất xơ mỗi ngày của cơ thể. Đặc biệt, hạt ổi còn có tác dụng nhuận tràng và làm sạch đường ruột, nên các bạn đừng có vỡ vứt cái hạt ổi nha. Nhưng mà lưu ý chúng ta nên nhai thật kỹ nha các bạn. Ngoài ra, ổi còn có thể điều trị bệnh tiểu đường. Thì những người bệnh tiểu đường á, có thể chúng ta sử dụng cái lá ổi hoặc là cái quả ổi đều có công dụng làm giảm cái lượng đường gluco trong máu. Và đây là kết quả nghiên cứu của các trường đại học ở Ấn Độ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên ăn cả vỏ, mà chúng ta hãy gọt vỏ đi khi ăn ổi, bởi vì vỏ có tác dụng không tốt với cái lượng đường trong máu, giúp cho giảm cân. Ngoài ra, những cái chất xơ, vitamin và protein trong ổi sẽ giúp cho chúng ta giảm cân mà chúng ta không lo lắng về vấn đề tăng cân. Nó sẽ hỗ trợ làm giảm cân rất là hiệu quả. Khi chúng ta thấy đói thì chúng ta có thể ăn ổi thay vì ăn bánh hoặc tinh bột sẽ gây tăng cân. Thành phần của ổi không có chứa cholesterol và rất ít carbohydrate, cho nên có thể mang đến cho bạn cảm giác no để hạn chế các những cái lúc mà ăn vặt giữa các buổi á các bạn. Chăm sóc răng. Thành phần trong ổi có chứa chất làm xe và làm giàu vitamin C, nên ăn ổi thường xuyên sẽ hỗ trợ điều trị bệnh sâu răng cũng như là tình trạng viêm nú, viêm lợi hay là viêm loét miệng.
Và đó là những cái công dụng của ổi mà nó mang lại cho chúng ta, thì rất là tốt cho sức khỏe, nên chúng ta hãy cố gắng bổ sung ổi thường xuyên nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ về công dụng của trái ổi mà chúng ta ăn hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.